Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau tìm cách làm cho Đức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê đến nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến, có được phép nộp thuế cho Caesar hay không?" Nhưng Đức Giêsu biết họ có ác ý nên người nói: "Tại sao các người lại thử tôi hỡi những kẻ đạo đức giả? Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế." Họ liền đưa cho người một quan tiền. Người hỏi họ: "Hình và danh hiệu này là của ai đây?" Họ đáp: "Của Caesar." Bấy giờ người bảo họ: "Thế thì của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa." Đó là lời Chúa. Bài tin mừng ngày hôm nay nói cho chúng ta biết rằng những người Pha-ri-siêu đã bày mưu kế để bẫy Chúa Giê-xu bằng cách hỏi người rằng có được phép nộp thuế cho Caesar hay không. Mục đích của họ là đưa Chúa Giê-xu vào cái thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu mà Chúa Giê-xu nói phải nộp thuế cho Caesar thì lúc đấy Chúa Giêsu làm mất lòng với người Do Thái, bởi vì lúc đấy là hoàng đế Roma đang cai trị những người Do Thái. Còn nếu Chúa Giêsu nói là không phải nộp thuế cho Caesar thì Chúa Giêsu sẽ bị problem với chính quyền Roma thời bấy giờ. Và khi được hỏi câu hỏi này, Chúa Giêsu đã không trả lời trực tiếp rằng có nên nộp thuế hay là không, mà Chúa Giêsu, như chúng ta nghe trong bài phúc âm, khi cầm lên và hỏi họ hình và huy hiệu này của ai, thì Chúa Giêsu nói rằng của Caesar hãy trả về cho Caesar và của Thiên Chúa hãy trả về cho Thiên Chúa. Điều mà Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta cũng như những người thời bấy giờ là chúng ta phải có trách nhiệm với Thiên Chúa và với tha nhân. Và vì chúng ta vừa là công dân của trần thế, vừa là công dân của nước trời, nên chúng ta cần sống và phải có trách nhiệm cả về đời sống hàng ngày cũng như là về đời sống tâm linh của mỗi người chúng ta. Nói cách khác là chúng ta phải chu toàn bổn phận là công dân trần thế và công dân nước trời bằng cách có trách nhiệm với Thiên Chúa và với anh chị em của mình. Hôm nay là ngày Khánh Nhật Truyền Giáo, là ngày Thế Giới Truyền Giáo. Ngày Thế Giới Truyền Giáo nhắc nhở chúng ta rằng bổn phận của chúng ta là có trách nhiệm của người Kitô hữu chúng ta là phải tiếp tục sứ mạng truyền giáo mà Chúa Giêsu đã khởi đầu. Trước khi Chúa Giêsu lên trời thì Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ rằng như Cha sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Các anh em đi đến khắp muôn dân làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa Giêsu muốn chúng ta tiếp tục sứ mạng truyền giáo của Ngài đã khởi đầu, và sứ mạng ấy là đem tin mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức và công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa cho mọi dân tộc và muôn nước. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước theo chân Ngài là một nhà truyền giáo lỗi lạc của mọi thời đại. Bởi Ngài đã đến thế gian để đem Chúa Giêsu, Ngài Chúa Giêsu đã đến thế gian để đem Thiên Chúa đến với con người
và cũng là để đem con người đến với Thiên Chúa. Nơi Chúa Giêsu, trời và đất đã giao duyên. Nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa và con người đã được gặp gỡ và trở nên nghĩa thiết với nhau. Chúa Giêsu đã đến để đem tin mừng cứu độ cho muôn dân, muôn nước. Và như con vừa nói, trước khi Ngài về trời, Ngài truyền lệnh cho các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta tiếp tục sứ mạng của Ngài là đi đến với muôn dân để loan báo tin mừng nước trời cho họ. Chúa Giêsu muốn chúng ta tiếp tục sứ mạng của Ngài để càng ngày càng có nhiều người được nhận biết Thiên Chúa, được cảm nghiệm được tình yêu thương và lòng thương xót của Ngài và đến với Ngài. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tham dự vào sứ mạng truyền giáo của Ngài để chúng ta có thể trở nên khuôn mặt của Ngài, đem tình yêu thương cho những người xung quanh chúng ta. Và để chúng ta chu toàn sứ mệnh truyền giáo mà Chúa Giêsu đã ủy thác cho mỗi người chúng ta, thì chúng ta cần phải có trách nhiệm, là một người Kitô hữu có trách nhiệm, là một người Kitô hữu luôn sống tốt, làm gương sáng cho những người xung quanh. Bản tính của giáo hội là truyền giáo, cho nên bản tính của người Kitô hữu cũng phải là truyền giáo. Để chu toàn sứ mạng Chúa Giêsu đã trao phó cho chúng ta, thì chúng ta nên sử dụng những quà tặng Chúa ban, đó là thời gian, tài lực, trí lực và năng lực cũng như của cải, để chúng ta cộng tác với giáo hội, để chúng ta cộng tác với nhau để đem tình yêu thương, lòng thương xót và tin mừng nước trời đến với tất cả anh chị em của chúng ta. Và khi nói đến với tha nhân, chúng ta không chỉ đến với những người trong gia đình, bạn hữu, những người đồng nghiệp, những người họ hàng, lối xóm mà chúng ta quen biết hàng ngày. Nhưng Chúa mời gọi chúng ta đến với mọi người để càng ngày có được nhiều người được nhận biết và cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa. Bởi vì khi Chúa Giêsu ban lệnh truyền cho các môn đệ, Chúa Giêsu không có nói là hãy đến với những nơi mà anh em cảm thấy anh em muốn đến, hãy đến với những người mà anh em biết. Nhưng Chúa Giêsu hay nói là hãy đến với mọi dân, mọi nước để làm cho họ trở nên môn đệ của Thầy và làm phép rửa nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Như Cha sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Chúa Giêsu sai chúng ta ra đi để trở thành những sứ giả tin mừng của tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Chúa Giêsu sai chúng ta đi để thông điệp tin mừng được đi tới các chân trời góc biển, để cho muôn dân được biết đến Thiên Chúa. Có thể có một số quý ông bà và anh chị em đang nghĩ rằng tôi không có được khỏe mạnh, tôi sống một mình, tôi không có thời gian, tôi không có tiền bạc. Vậy thì làm sao tôi có thể ra đi loan báo tin mừng nước Thiên Chúa được? Đúng vậy, đây cũng là một cách suy nghĩ rất, đây là một thắc mắc rất là chính đáng. Nhưng con xin mọi người chúng ta nhớ rằng Thiên Chúa cho chúng ta nhiều ân sủng khác nhau, và Thiên Chúa mời gọi chúng ta dùng những gì Chúa ban cho chúng ta để cộng tác vào sứ mạng truyền giáo của Chúa Giêsu bằng thời gian, tài năng, năng lực, trí lực và của cải Chúa đã ban cho chúng ta. Chúa ban cho chúng ta những hồng ân khác nhau, thì chúng ta hãy dùng những thứ đó để làm sáng danh Thiên Chúa. Nếu chúng ta có thời gian thì hãy dùng nó làm cho việc sáng danh Chúa và phục vụ tha nhân bằng việc cầu nguyện, tham dự thánh lễ, thăm viếng những bà con lối xóm, nâng đỡ họ và làm những gì chúng ta có thể giúp cho họ. Thánh Teresa Avila có nói rằng Chúa Giêsu không có thân thể trên trần gian này ngoài thân thể của chúng ta, không có đôi tay, Ngài không có tay ngoài tay của chúng ta, Ngài không có chân ngoài những đôi chân của chúng ta. Ngài muốn dùng những đôi chân của chúng ta đến để thăm hỏi những ai bị tù đày không đi ra ngoài được. Và nếu Chúa ban cho chúng ta những cái tài năng khác nhau, thì chúng ta hãy dùng những cái tài năng Chúa ban để
phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội, phục vụ cộng đoàn giáo xứ và phục vụ những anh chị em đang cần chúng ta giúp đỡ. Và nếu Chúa ban cho chúng ta có khả năng tài chính thì hãy quảng đại dùng nó vào việc, vào cái công việc truyền giáo của giáo hội, giáo xứ và cộng đoàn và qua các nhóm khác nhau. Chúa cho chúng ta rất nhiều và Chúa muốn chúng ta hãy trở thành những người quản lý trung thành và khôn ngoan để dùng những quà tặng Chúa ban làm sáng danh Chúa và mưu ích cho tha nhân. Và con xin mọi người hãy cố gắng cái nhiệm vụ truyền giáo, bởi cái bản tính truyền giáo là căn tính của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Bởi vì bản tính của giáo hội là truyền giáo, bản tính của người Kitô hữu cũng là truyền giáo. Và nếu chúng ta không có thể làm gương sáng được thì xin cố gắng đừng trở thành gương mù cho những người xung quanh. Gần đây con có nói chuyện với một số người thì một số người chia sẻ với con rằng cha ơi, chúng con cố gắng giới thiệu Chúa cho những người chúng con quen. Nhưng một số người đã được trả lời lại rằng tôi đã từng sống, làm việc, là bạn bè với nhiều người mang danh là công giáo. Nhưng họ sống không có đúng với cái đời sống mà họ kêu gọi. Có nhiều người thì sống gian dối, trộm cắp nơi công sở, không trung thành với vợ chồng và đi cướp vợ, cướp chồng của người khác. Cho nên chúng tôi nhìn thấy toàn những cái người mà gương xấu như vậy, nên tôi không có muốn tìm hiểu và học hỏi thêm về đạo. Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng cách chúng ta sống, cách chúng ta giữ đạo nó không ảnh hưởng đến ai, nhưng nó ảnh hưởng rất lớn đến những người xung quanh. Cho vậy con xin chúng ta cố gắng làm gương sáng để đem tin mừng của Chúa Giêsu cho những người khác. Mà nếu chúng ta không trở thành gương sáng được thì cố gắng đừng trở thành gương mù cho những người xung quanh của mình. Bởi vì nhiều khi chỉ một mình chúng ta, một con sâu làm giàu nồi, làm giàu nồi canh. Nếu chỉ một mình chúng ta mà những cái người đó người ta gặp được chúng ta mà chúng ta sống tốt thì người ta nói rằng ồ, anh chị này có đạo sống tốt. Nhưng mà nếu chúng ta sống không được, chỉ người ta gặp chúng ta thôi, người ta cũng nói ồ, người mang tiếng là có đạo mà sống như vậy, thì chúng ta không thể nào làm gương sáng cho người ta mà đem người ta đến với Chúa được. Cho nên là trong những tuần tới, giáo xứ của chúng ta đang có chiến dịch gọi là Parish Stewardship Renewal, muốn kêu gọi chúng ta trở thành những người quản lý những quà tặng Chúa ban một cách khôn ngoan và trung tín. Thì trong những tuần tới chúng ta được mời gọi để cầu nguyện xem, chúng ta được mời gọi để tham dự vào công cuộc truyền giáo của giáo hội, đặc biệt là của giáo xứ chúng ta như thế nào. Và hãy dùng những quà tặng Chúa ban, đó là thời gian, là công sức, tài năng, trí lực và tài lực và cả của cải nữa, để chúng ta có thể làm sáng danh Chúa và mưu ích cho tha nhân của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mời gọi chúng con ra đi để trở thành những nhân chứng của tin mừng nước trời. Và Chúa đã mời gọi chúng con để trở thành những người quản lý khôn ngoan và trung tín, để sử dụng tốt những của cải, những quà tặng Chúa ban. Xin giúp chúng con luôn biết dùng những gì Chúa ban cho chúng con để làm sáng danh Chúa, để mưu ích cho tha nhân và làm việc để cứu rỗi các linh hồn. Amen.